chào tất cả bà con và mọi người một ngày mới gặp nhau điều tốt lành nha. Thưa bà con mọi người, chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ ba, giá cà phê tại hai sàn cà phê London và New York tăng giảm trái chiều bà con nha. Sau đây là pha mời bà con và mọi người theo mình theo dõi giá cà phê tại hai sàn và giá cà phê và giá tiêu ngày hôm nay ngày thứ ba tại cả địa phương các tỉnh sẽ tỷ lệ ra sao bà con nha. Sau đây là bằng giá cà phê sàn London chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ ba. Giá cà phê tại sàn cà phê Robusta thì chưa có giao dịch mới bà con nha. Dầu thì kỳ hạn giao ngay tháng 5 năm 2024 giảm 80 đô. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm 71 đô. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm 66 đô. Kỳ hạn giao ngay tháng 11 giảm 62 đô. Thưa bà con, trái chiều giảm tại sàn cà phê London thì chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ ba. Giá cà phê tại sàn cà phê Arabica tiếp tục có tăng bà con nha. Dầu thì kỳ hạn giao ngay tháng 5 năm 2024 thì tăng lên 2,95 sen lên 191.80 sen trên pound. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng lên 3,05 sen. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng lên 3,10 sen. Kỳ hạn giao ngay tháng 12 tăng lên 3,20 sen. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại sàn cà phê Arabica ở mức trung bình. Sau đây là phụ hào mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi bản giá cà phê và giá tiêu ngày hôm nay ngày thứ ba nha. Sau đây là bằng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ ba ngày mùng 2 tháng 4 năm 2024. Sau đây là bằng giá cà phê và giá tiêu xô sáng hôm nay ngày thứ ba tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Crong Năng, Đắk Lắk.